Dạ hello nha anh em. Hôm nay Vũ lên đến chờ chiếc YZX đầu đầu gin máy giữ vàng bạc gin căm sáu ốc tán xuống đó, máy giữ máy bao giữ luôn. Mà tại cái vùng này là cái vùng Vĩnh Long anh em à, là cái xã Phú Giới Lâm Hồ Vĩnh Long, là cái vùng nước ở dưới đây nó không có như An Giang. An Giang thì nước An Giang gặp xe này là ốc tán đẹp rồi, cái xe này ốc nó bị xuống theo năm tháng ha. Tại cái vùng nước mà máy giữ bạc đẹp. Máy giữ luôn, đầu nồi còn nguyên. Câm thì nó kém anh em, câm lên chì trơn ha, ốc cũng kém, nhưng mà đặc biệt máy giữ vàng bạc này bị băm muối ít, có dán cái này chắc trong này sống này bị nhiều đó. Dành riêng nói chung là riêng nguyên bản không à, riêng nguyên bản đó anh em, nhưng mà tại cái vùng đất này thì có thay cái này với cái này, với cái này là mới nha, còn nhiêu là mấy cái này là ghim theo xe, có mấy cái bẩn là mới đó. Nè cái này rồi đó. Bạc đẹp, ốc hơi ui, em ngoài chịu anh em, bô đẹp, máy cực kỳ dữ, máy này quá dữ luôn chứ. Ngồi im trả dây nhợi đầu chữ nghĩa đầy đủ ha, đắt 05 nên em, đắt 05 ha, dây đẹp, dây này cũng đẹp luôn. Đầu cổ là nghiêm chỉnh đẹp. Cầm còn chữ đẹp luôn. Kim cũng còn hơi đỏ đẹp. Nhưng mà có cái là ốc cái dàn cầm nó hơi cầm ghim đó, cầm ghim hơi ấy. Anh em mà muốn sử dụng xe này về đổi dàn cầm khác. Sườn sóc đẹp, cái này dính nhớt thôi anh em. Cái này thơ. Sao mà có cái độ nhớt ở đây nữa. Cái này không có xét nha, mấy cái thân này không có xét nè. Này có đèn miếng nha. Cái này chùi ga nè, cái này đen đen này chùi ga. Cái phần này với phần này đẹp nè. Cái thùng xăng lớn này cũng đẹp luôn nè. Da mướp yên rồi là còn zin theo xe hết. Sườn đẹp nha anh em. Ông nào ông chơi ác, ông dán cái gột xe vô đây biết chừng nào hư cái sườn trời. Cái miếng này cũng còn vàng ha, xe nguyên thủy không dọn rửa, gặp lái là dọn rửa mấy cái này đẹp lên liền. Rồi mấy phần áo này đi theo xe có thay nhỏ hồi trước á, làm như có chạy hay sao thay. Bô động đẹp, máy giữ, bô đẹp nha anh em, bô đẹp, độ chạy 50 ít, gấp đẹp, tem hãng còn ha, 25. Đặc biệt ZX đời 25 chỉ có 151 nha anh em. Với nó đặc biệt ZX là thắng đĩa, không bao giờ thắng đùm nha. Máy giữ chắc. Áo ngoài sau tem zin, áo zin. Thay ngoài trước mấy miếng bẩn. Bẩn này còn zin nè. Vậy là có bị chày nè, chày nè ha. Có mấy cái này chắc bị chày, cái mỏ nó chày thôi. Rồi xe cái xe lại bên tay trái cho anh em tham khảo giúp bên tay trái ha, anh em mà thấy được thì liên hệ mua xe này. Về nhà anh em thay bộ câm chạy. Xe bên tay trái câm lên chì anh em. Dây nhựa đẹp. Lắp bạc đẹp. Chống ngang còn luôn, chống dựng còn. Có dơ chưa rửa. Câm zin theo xe, có lên chì. Đùm đẹp. Phuộc bị muối chày,
xe nhà dân không có rửa ráy. Đầu bò cũng còn vàng ươm đẹp. Nước lóc đây có chạy miếng anh em, nhưng mà nước sơn bạc này sơn zin nha, không sơn phết. Áo sóng tem này cũng sơn zin, không sơn phết. Cặt te, cặt te này nước sơn zin không sơn phết. Cầm zin thay xe có lên chì, dành zin thay xe. Bô đẹp, phục tròn luôn. Chống ngang này còn luôn anh em, nhưng mà chống này cậu râu được ha, mỏng lem lép luôn. Xe này không rửa, trời vui phim, không rửa, rửa xe đẹp. Ốc này bị đen anh ạ. Trùm sân lớn đẹp. Thùng thương lớn đóng đắt số 5 này nè. Sườn sóc đẹp. Rồi giá xe này 2 mấy triệu. Rồi anh em nào mua được liên hệ ha. Giá đó nhắm được thì xe ở đang ở Vĩnh Long, Long Hồ Vĩnh Long. Trời hân chào anh em. Thì anh em nào muốn bán xe gì đó, các tỉnh gần xa rồi đó, muốn bán thì liên hệ mình được luôn ha. Gần xa thì mình cũng có người quen mua được hết. Ví dụ gần mình mua xa thì mình cho mấy anh bạn gần gần xa xa mua. Gần xa mua hết. Rồi thân ái chào anh em ha. Hẹn anh em clip khác.